khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây: vụ dịch viên Nga bị đầu độc, Pháp, Đức, Canada, Hoa Kỳ hậu thuẫn Anh. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác để xóa sổ IS và mặt trận Al-Nusra. Tháng 8, các công ty tư nhân Mỹ tạo thêm 163.000 việc làm. Hãng Ford thu hồi 2 triệu xe bán tải F-150 ở Bắc Mỹ. Người Trung Quốc mở sòng bạc trá hình ở Sài Gòn. Và sau đây là phần mở đầu tin tức với điểm tin thế giới. Pháp muốn giảm linh kiện Hoa Kỳ trong hệ thống vũ khí Pháp. Pháp phải hạn chế sự lệ thuộc vào các thành phần linh kiện của Hoa Kỳ trong các hệ thống vũ khí của mình để giảm thiểu tối đa khả năng của Washington ngăn chặn vũ khí xuất khẩu của Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói hôm thứ Năm, luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có thể được sử dụng để hạn chế vũ khí bán cho châu Âu, ngay cả nếu các thành phần linh kiện nhỏ được mua từ các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ. Luật này đã có hiệu lực từ trước nhiệm quyền Tổng thống của ông Donald Trump, nhưng ngành chế tạo vũ khí ngày càng lo ngại rằng chính quyền của ông đang hành động để ngăn chặn những vũ khí xuất khẩu mà có thể đã được cho phép bán trong quá khứ. Washington trong năm nay đã ngăn chặn bán cho Ai Cập phi đạn hành trình SCALP do Pháp sản xuất, có chứa một thành phần linh kiện của Hoa Kỳ, không đưa ra ví dụ cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly nói rằng Pháp cần dần dần dứt mình khỏi sự lệ thuộc vào một số thành phần linh kiện nhất định của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ công du Hàn Trung Nhật. Đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Triều Tiên vừa được bổ nhiệm sẽ có chuyến công du ngoại giao đầu tiên vào tuần tới trong nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump để thúc đẩy tiến triển trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bất định. Vào lúc Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng ông và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cùng nhau hoàn thành mục tiêu đó. Sau các cuộc đàm phán với ông Kim và các quan chức Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 9 thông báo rằng đặc sứ Stephen Biegun sẽ đi thăm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản kể từ ngày 10 cho đến 15 tháng 9. Ông Biegun, người mới được bổ nhiệm làm đặc sứ Bắc Triều Tiên hồi tháng trước, sẽ gặp gỡ những người đồng cấp và tiếp tục các nỗ lực đạt được sự giải trừ hạt nhân cuối cùng hoàn toàn được kiểm chứng của Bắc Triều Tiên, như Chủ tịch Kim đã đồng ý ở Singapore, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Thưa quý vị, vụ điệp viên Nga bị đầu độc, Pháp, Đức, Canada, Hoa Kỳ hậu thuẫn Anh. Anh, Pháp, Đức, Canada và Hoa Kỳ hôm 6 tháng 9 cam kết nỗ lực phá vỡ các hoạt động thù địch của các mạng lưới tình báo nước ngoài và kêu gọi Nga tiết lộ chương trình chế tạo chất độc thần kinh của mình. Trong một tuyên bố chung, bốn quốc gia trên nói họ ủng hộ thẩm định của Anh rằng các điệp viên Nga đứng đằng sau một vụ tấn công vào tháng 3 nhắm vào một cựu điệp viên người Nga và con gái ông ta ở thành phố Salisbury của Anh, sử dụng chất độc thần kinh Novichok. Anh buộc tội hai người Nga vắng mặt hôm thứ Tư về vụ mưu sát bất thành. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thẩm định của Anh rằng hai nghi phạm là các điệp viên của cơ quan tình báo quân sự Nga, còn được gọi là GRU, và hoạt động này gần như chắc chắn được chấp thuận bởi chính quyền cao cấp. Tuyên bố nói thêm rằng các nước kêu gọi Nga tiết lộ đầy đủ chương trình Novichok của mình. Thông báo ngày hôm qua tiếp tục củng cố ý định của chúng tôi tiếp tục phá vỡ các hoạt động thù địch của các mạng lưới tình báo nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi. Tuân lệnh cấm vũ khí hóa học, bảo vệ công dân của chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi mọi hình thức của hoạt động tà ác cấp nhà nước, chống lại chúng tôi và xã hội của chúng tôi, thưa quý vị. Hoa Kỳ cáo buộc hình sự tin tặc Triều Tiên trong vụ tấn công Sony WannaCry.
một lập trình viên máy tính bị cáo buộc làm việc theo chỉ thị của chính phủ Triều Tiên, đã bị Hoa Kỳ buộc tội hôm thứ Năm liên quan đến một số vụ tấn công mạng, thu hút nhiều sự chú ý, bao gồm vụ xâm nhập tin tặc hãng phim Sony Pictures Entertainment và lan truyền virus WannaCry làm ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn máy tính khắp thế giới. Park Jin-seok, người được cho là đang ở Triều Tiên, đã âm mưu với những người khác để thực hiện một loạt những vụ tấn công mà cũng đã đánh cắp 81 triệu đô la từ một ngân hàng ở Bangladesh. Theo đơn khiếu tố hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ tin rằng ông này đang làm việc cho một tổ chức tấn công tin tặc do Triều Tiên bảo trợ. Chính phủ Hoa Kỳ trước đó đã nói rằng Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ xâm nhập tin tặc hãng phim Sony vào năm 2014. Vụ tấn công đó đã dẫn đến việc tiết lộ nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm về các nhân viên của Sony, bao gồm số an sinh xã hội, hồ sơ tài chính, thông tin tiền lương, cũng như những email gây xấu hổ mà các giám đốc điều hành hàng đầu của hãng này gửi cho nhau. Vụ tấn công tin tặc này bao gồm 4 bộ phim chưa được phát hành của Sony, trong số đó có Annie và một bộ phim đang trình chiếu ở rạp chiếu khi đó. Phim Furry của Brad Pitt khiến hãng phim lỗ hàng chục triệu đô la, thưa quý vị. Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan bổ nhiệm lại đại sứ, sắp bình thường hóa quan hệ. Vào ngày 7 tháng 9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này và Hà Lan đã bổ nhiệm trở lại đại sứ tại mỗi nước, bước đi nhằm thực hiện hóa cam kết bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tranh cãi ngoại giao giữa hai đồng minh thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nổ ra từ tháng 3 2017, khi Hà Lan không cho phép Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Mevlüt bay đến thành phố Amsterdam nhằm vận động cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tại đây ủng hộ kế hoạch cải cách hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Tayyip Erdogan. Tiếp đó, thì Bộ trưởng các chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ, bà Fatma Betun cùng gia đình cũng đã được hộ tống trở lại biên giới Đức sau khi đoàn xe của vị quan chức này cố tìm cách đến Rotterdam bằng đường bộ khi chưa có sự đồng ý của phía Hà Lan. Động thái của Hà Lan đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đã phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan tại Ankara và Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Istanbul vì lý do an ninh. Tổng thống Erdogan cũng đã tuyên bố Ankara trả đũa bằng cách cấm các chính trị gia Hà Lan bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng đã đẩy lên đỉnh điểm khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao với Hà Lan, cụ thể là đình chỉ quan hệ cấp cao và cáo buộc gặp dự kiến từ cấp bộ trưởng trở lên giữa hai nước, thưa quý vị. Hoa Kỳ và Trung Quốc nối lại đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại. Cố vấn kinh tế hàng đầu Tòa Bạch Ốc ông Larry Kudlow thông báo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc thương lượng nhằm tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp thương mại giữa hai nước. Phát biểu trên kênh CNBC ngày 7 tháng 9, ông Kudlow cho biết các quan chức hai nước đang tiếp tục đàm phán, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington và Bắc Kinh có thể nhanh chóng tìm được giải pháp. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục đưa ra các chính sách thương mại đối đầu nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Mới đây nhất, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngày 3 tháng 8, Bắc Kinh cũng đe dọa áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá 60 tỷ đô la, đồng thời cảnh báo có thể đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn nữa trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Trước đó, với lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp mức thuế 25% và 10% lần lượt đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico từ ngày 1 tháng 6 vừa qua. Hoa Kỳ cũng áp thuế đối với lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la, thưa quý vị. Úc, New Zealand điều máy bay tới Nhật giám sát Triều Tiên. Vào ngày 7 tháng 9, Úc và New Zealand cho biết hai nước này đang gửi máy bay giám sát tới Nhật Bản nhằm hỗ trợ Tokyo trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên. Hai máy bay tuần tra AP-3C Orion của Úc và một máy bay B-3K2 của New Zealand dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động trao đổi hàng hóa của các tàu biển Triều Tiên hiện đang bị cấm trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Úc là Christopher Pyne cho biết việc triển khai này hỗ trợ cho nỗ lực của Canberra trong việc gây áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên, cho thấy lập trường kiên định của nước này trong việc ngăn chặn vận chuyển hàng trái phép cũng như các hoạt động tránh các biện pháp trừng phạt của Triều Tiên và các mạng lưới có liên quan. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng New Zealand là Winston Peters cho rằng nước này hoan nghênh các cuộc đàm phán liên Triều và Mỹ Triều mới đây.
song việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên là cần thiết chờ đến khi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, thưa quý vị. Hồng Kông được xem là thành phố của giới siêu giàu. Hồng Kông đứng đầu danh sách các thành phố giàu nhất thế giới với nhiều triệu phú hơn New York, theo báo cáo siêu giàu thế giới của WealthX năm 2017, chứng kiến số người có tài sản trị giá 30 triệu đô la tăng lên đến 255.000 người, 255.810 người trên toàn thế giới, đạt mức tăng trưởng 13%, có thể là nhờ giá cổ phiếu tăng và bùng nổ kinh tế. CNBC đưa tin, sự giàu có toàn cầu đang ngày càng dịch chuyển từ Mỹ sang châu Á nhờ các nền kinh tế đang phát triển nhanh trong khu vực. Châu Á báo cáo tăng 19%, gấp đôi so với Bắc Mỹ. Báo cáo siêu giàu thế giới cho biết, động lực này đã đẩy Hồng Kông lên ngôi đầu trong danh sách những thành phố có những cá nhân sở hữu tài sản ròng thuộc loại cực cao, với hơn 10.000 người có 30 triệu đô la trở lên. New York đứng ở vị trí thứ hai với 8.900 người, tiếp theo là Tokyo với 6.800 người, thưa quý vị. Theo Kyodo, thì Triều Tiên bác bỏ thỏa thuận điều tra công dân Nhật bị bắt cóc. Hãng Kyodo vào ngày 7 tháng 9 đưa tin các quan chức cấp cao trong chính phủ Triều Tiên phụ trách các vấn đề ngoại giao với Nhật Bản đã tuyên bố thỏa thuận song phương năm 2014, vốn dẫn đến việc Bình Nhưỡng mở lại cuộc điều tra về nơi có thể tìm thấy các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc là không có hiệu lực. Lập trường trên dường như nhằm gửi thông điệp cho Tokyo rằng Bình Nhưỡng không có ý định nhượng bộ về vấn đề bắt cóc. Các quan chức này nhấn mạnh sự cần thiết phải quay lại. Tuyên bố Bình Nhưỡng giữa Nhật Bản, Triều Tiên được ký bởi Thủ tướng Nhật Bản, khi đó là Junichiro Koizumi, và nhà lãnh đạo Triều Tiên, khi đó là ông Kim Jong-il, hồi tháng 9 2002. Họ cũng nhắc lại quan điểm chính thức của Bình Nhưỡng rằng vấn đề bắt cóc này đã được giải quyết theo thỏa thuận đạt được tại Stockholm, Thụy Điển hồi tháng 5 2014. Tokyo và Bình Nhưỡng đã nhất trí trên nguyên tắc việc thương lượng hướng tới giải quyết vấn đề bắt cóc và Triều Tiên sẽ điều tra lại một cách toàn diện số phận của những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập niên trước thông qua một ủy ban riêng, thưa quý vị. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác để xóa sổ IS và mặt trận Al-Nusra. Ngày 7 tháng 9, lãnh đạo Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí cùng hợp tác nhằm tìm kiếm cách thức giải quyết quyết định tình hình tại tỉnh Elif, thành trì lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Tây Bắc Syria. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại Tehran, lãnh đạo Ba Đức cho biết đã thảo luận về tình hình tại khu vực giảm leo thang căng thẳng Elif và đã quyết định giải quyết vấn đề này phù hợp với tinh thần hợp tác, vốn là đặc điểm của tiến trình hòa đàm Astana. Các bên nhất trí rằng cuộc xung đột tại Syria chỉ có thể chấm dứt thông qua tiến trình đàm phán chính trị thay vì các biện pháp quân sự, đồng thời phải kiến tạo những điều kiện an toàn tại Syria để đảm bảo quá trình hồi hương những người tị nạn Syria. Văn kiện trên cũng khẳng định ba nước sẽ hợp tác để xóa sổ hai tổ chức khủng bố là Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Mặt trận Al-Nusra. Ba nước thống nhất sẽ chống lại các chính sách ủng hộ ly khai tại Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Đông này, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.